luôn, thiệt luôn ấy. Mấy nhìn nhìn con này giống kiểu đang quay tay vậy. Được mà. Hắn nhìn ấy kiểu nó dựa đầu vô góc tường xong rồi nó cào 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 gì bên đó. Má. Cái đầu xanh. Da đụng má lâu quá. Cái đi cái đi cái đi 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 đi. No. Má giờ sao xử cái này đây. Ok, chuẩn bị. Siêu. Siêu. Dính làm gì? Ok, dính dính dính. Ngon ngon. Rồi mày chết cho tao. Ơ đi đi đi, má con chim. Flip 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 flip. Chim ốc chó chứ. Uuuu, violin. Lên đây. Lên đây. Rồi. Má con này. Ok. Rồi, đây đây đây. Đây, mày. Đúng vậy, trúng vậy ta. Thì trúng. Cái đầu xanh cho muốn. Ê. Dạ. Chết mẹ thiếu nước. Rồi xong phim. Mai giờ này thiếu nước được mà. Rồi. Ốc chó, ốc chó. Rồi. Má từ 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 đi 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 đi. Wow, yeah. Cái đầu. Nó trâu, ok. Cái điếu má ngu rồi xong phim rồi. Cái điếu má. Rồi xong chim hy sinh anh Dũng rồi, được mà. Bà mẹ mày. Má. Dồn gì nữa. Oh yeah. Đồ. Đồ bố mày có đồ là con chó. Được, ok. Cái điếu má mày. Con chó. Má sao này chạy giật kìa. Má con này chạy cứ cày giật như cái xác to vậy. Ui đi mẹ mày. Má thiệt luôn. What the fuck. What the fuck is going on. Con đốn lì, con đốn lì, con mẹ mày, con ngựa nhà mày. Con cờ hó, đờ mờ. Con bà mày, mẹ con chó. Con chó, mẹ cứ chờ đấy, bố mày sẽ phục thù. Bà mẹ nó. Qua đây. Giờ tôi sẽ dụ nó sao cho nó mày nó có bà sực bà cắn nó nè. Nó đâu ta. Ê, con ngủ đi. Rồi xong. Má chưa kịp chạy tới chỗ bà sừng luôn, hay quá. Ta tới đi con chó, ngựa nhà mày. Ta tới đi, đi. Phật. À, nó đây nè. Ok, nó đây nè. Rồi, cắn bà sừng đi. Bà mẹ mày cắn bà sừng đi. Ơi. Ủa, sao nó hiền này. Ê. Ê, kì. Shit, rồi. Đâu ta? À, đây. Bà mẹ nó, shit. Rồi đó, đúng rồi, cắm ba sừng đi. Má giờ mà qua thấy ba sừng bị nó cắn chết là thôi chứ đây còn... Đất còn gì tuyệt vọng hơn. Rồi, đây. Đó, cục sáng này nè. Rồi, xong. Còn ba sừng đâu rồi? Bà sừng ơi, phụ mẹ nó thiệt à. Má cái gì vậy? Cái đường bầu gì vậy chứ? Vậy sao quýnh? Hai con ba sừng mà nó giết như cái giống gì vậy chứ? Ê, anh trai, từ. Anh trai, ra đâu rồi? Hello. Đây, anh à. Đó, ôi, anh nó nói ok, đi. Lê, đi, no. Ồ, anh không nhìn thấy, mày không nhìn thấy tao. Ok, nó không nhìn thấy mình. Ok. Fuck, đồ đéo gì vậy? Hai trên này, đồ của mình trên này. Ủa? Ủa, đồ mình đâu ta? Đây.
đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đó, chuẩn 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 chuẩn. Rồi đi 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 về đi về đi về má, về xây nhà đấy chứ điếu không mày. Hở tí nữa ra thông ách nữa má, tôi còn một cái nhà có cửa được mà không có cửa nó vô nó thiến tôi nữa. Đâu rồi đây 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 đó. Rồi xây thêm một cái nữa, hai cửa đó. Ok, cái cửa đâu cửa, cái cửa đây, cái cửa đây. Ờ, đá cũng đá cũng gỗ cũng như đó đây mà, nó qua đây không vậy? Không nha. Ok, nó không qua. Tốt bà mẹ nó, thì tôi không muốn qua kia đâu, được mà tôi không muốn qua kia đâu. Ừ, kinh bên rồi. Ôi xin em chưa con heo à. Hello heo. Ok rồi yeah, ok nhà có cửa rồi, hay quá. Đây ok. Oh yeah bitch. À, chúng ta có một cuộc sống khá là yên bình ở đây. Đâu lửa trại đây. Đấy, một cái lửa trại ở đây cho nó ấm cúng. Lên tí lửa nào. Đó, lại phải lên. Ok. Nướng tí thịt nữa. Đó. Hãy sống hạnh phúc bên đó, đừng qua đây. Con chó. Ok. Tôi còn phải pha một đống đá để tôi có thể kiểu xây làm cái lò. Rồi, đây. Đó. Và bây giờ tôi sẽ đi lên tôi tìm metal ở trên kia. Đây, mục tiêu chính của tập hôm nay đến lại là tìm metal, nhưng mà cái con cooler kia nó qua nó chơi cái mé hết hồn, điếng hồn luôn các bạn. Đây, lấy nước. Rồi, ok, ta đi đây. Ta đi đây, ta biết mấy cậu, ta đi đây. Nó sống hạnh phúc của ta đi được mà. Hồi nãy là tôi có thấy là ở trên núi mà tôi đéo ngờ là nó xuống dưới nhanh vậy. Con này tu nhanh quá. Ui, cái gì còn mẹ nó hết hồn. Ui, ok. Không sao. Rồi đây là sắt đây. Đó, rất là nhiều luôn, ngon. Còn mẹ con gì vậy? À, kiến, hết hồn. Nó tưởng con gì hết hồn, tưởng con gì to lắm chứ. Má nhạc nó lên thôi. Nhạc nó làm quá. Ui, nào nó nói vậy sao một hồi tự nhiên nó lòi ra con Wii con T-Rex không? Chắc không đâu hả? À. Chắc nó game nó không tàn nhẫn đến mức đó đâu. Mấy anh thay em. Mấy anh thay em. Đừng có thông biết đi em. Ok em đi đây. Ok. Rồi, ok. Không có ai hết. Tốt. Rồi nhá, nhà tới ở đâu ấy nhỉ? Đây, nhà tới đây. Holy shit. Ôi má. Ê, còn nửa cây, còn nửa cây. No. Ok. Rồi. Đó, 97 luôn. Rõ. Má chế bộ giám sát thôi chứ tầm này dầm ba mấy con Raptor. Raptor Alpha nha, chứ không phải Raptor thường. Ui má, nó tới. Shit. Toàn quân chiến đấu, toàn quân. Má toàn quân nhận lệnh chuẩn bị chiến đấu. Ok, không vô được. Làm sao mà vô được? Tôi tính hết rồi. Oh fuck. Ok đi, ê nó cắn vô được. Thế điếu nào? Không sao. Má con này ảo quá. Cái con này hơi bị ảo nha. Shit. Nó cắn vô tôi không? Đưa này thử coi, nó cắn được không? Không, nó không cắn được. Ok, nó cắn vô đá. Ngon. Còn phải gõ gì đầu nó kìa. Hehehehe. Thì gỗ gõ solo mày luôn con. Qua đây. Ê má, hết hồn mày. Nguy hiểm nha. Đó, không cắn được. Nó không cắn được ý à. Sao mà cắn được, vô tính hết rồi mà. Sao mà cắn được, hứa xời. Má đừng vô đây nha. Mày vô đây tao đau tim á. Mày vô đây cái tao đây đột quỵ chết thiệt á. Chó.
Đó, mẹ làm tao khổ sở nãy giờ. Vô đây, vô, vô, vô. Ui, fuck. Cả chả biết. Ê, từ từ, tôi sắp hết máu rồi. Nó cắn dính một cái thôi là tôi gần hết máu mẹ luôn rồi. Vậy thôi. Tốt nhất tôi vẫn nên đứng đây, tôi đi tôi gõ thôi, không nên. Không nên ra ngoài. Thì mấy chị nó nhảy vô cái là hết hồn nha. Nó thì trâu ấy. Trâu vậy thôi. Đồ chế này cái giáo tôi xiên đấy hả? Không, chưa được chơi đủ đồ chế được mà. Má khổ ấy. Ê, từ từ nha, như tôi đục dính cái nhà hay gì. Ờ, mẹ, nó phá nhà bây giờ. Má nó phá nhà tôi bây giờ. Giờ mà nhà sập một cái là xác định nha. Ui, mày làm gì á? Má cái gì? U sao điên ý? U quê điên ý chứ. Đâu không sao, tôi còn gỗ trong đây. Con ngựa mày. Thiệt luôn. Má số ăn gì điên ta? Ăn cái đéo gì điên vậy? Rồi xong nhìn nó đứng trong, nhìn nó quýnh cho bất lực luôn. Hay quá. Bà mẹ nó chứ. Thiệt khốt nạn. Đậu xanh rau muống nhà nó tự nhiên giờ hư cung hư đủ thứ hết. Để cho mở cửa ra thử. Nó không để ý, nó không để ý. Ý gì vậy? Ý gì vậy? Bút vô lại đi thôi. Ê tôi lấy đi được mà. Con ngựa cái gì? Ok. Đi, chạy ra đây lấy gỗ. Con bà nó chứ. Ok. Rồi. Sửa lại. Rồi chị chuẩn bị về nè. Rồi ok. Nó không thấy. Đúng rồi, hay lắm. Đúng rồi, đi nhẹ. Đấm cửa lại, ok. Chỉ còn giết được nó thôi là tôi hạnh phúc rồi. Oh shit. Yeah. Zê. Ok. Mà tôi cầm vô đam luôn đi. Cho nó chiến. Rồi. Đó, ru. Cắn nó đi ru. Đúng rồi, bắn, cắn nó. Đúng rồi, tao không biết mày là thằng nào nhưng mà cảm ơn mày đã cắn nó. Cảm ơn. Má nhìn vô con ru sắp chết à. Còn 6. Chưa. Giờ con ru chết thiệt rồi. Sao này nó râu của ta? Nó bắn giờ 4 mấy mũi rồi. Trong của ta nó có dính người nó không ta? Hay dính vô người con ru vậy? Rồi xong luôn. What the fuck, cái gì đây tôi? Cái quần què gì? Bắn gãy mũi tên luôn mà chưa chết. Rồi. Dê. Con ngựa mày cuối cùng mày cũng đi rồi. Fuck yeah, bitch. Yeah. Mẹ chết đi con chó, chết đi. Chết đi con chó lợn, đờ mơ. Ô, bà Linh, thi thể của con nào đây? Hê, fuck yeah.